Hương sẽ sử dụng cái pin trị mụn này của thương hiệu Detox Blanc. Đây là một dạng serum nhưng mà không phải là serum bình thường mà là serum tươi nhà mình nha. Thế nên khi mà bôi lên cái phần da của mình thì nó sẽ thẩm thấu vào da mình cực kỳ là nhanh luôn. Và tác dụng của nó là nó trị mụn, tất cả các loại mụn, mụn đinh này, mụn đầu đen này, mụn đỏ này, mụn ẩn này, mụn bọc và thậm chí là những cái loại mụn khó nhằn nhất thì nó cũng sẽ xử lý được. Sau một thời gian rất là dài Hương dùng thì bây giờ mặt Hương đã hết mụn rồi. Đó thì Hương sử dụng để thay thế một cái lớp dưỡng. Thì bây giờ đi làm về rồi, Hương đã rửa mặt, đã tẩy trang thật là sạch bằng cái mask này rồi. Thì sau đây Hương sẽ dưỡng da bằng cái serum pin trị mụn của thương hiệu Detox Blanc. Cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Đó, nhà mình lấy 3 giọt serum, mình bôi lên phần da của mình nha. Gò má này. Ok. Massage. Vỗ nhẹ để cho serum thẩm thấu vào da của mình nha. Đó, sáng mình cũng làm 2 công đoạn như thế này cho Hương này. Một cái là mask thải độc này và tiếp theo là serum trị mụn này. Tối mọi người đi làm về rửa mặt thật sạch sẽ bằng cái mask thải độc này, sau đó lại tiếp tục dùng một lần nữa cái serum trị mụn này cho Hương. Thế không những là da của chúng mình không bị mụn mà da của chúng mình lại còn trắng sáng mịn màng, được dưỡng sạch sâu từ bên trong da. Đó, cung cấp những cái gọi là pH để mà nó cấp ẩm cho da, nó làm cho cái da của mình nó không bị khô. Và thêm vào nữa là cái ngày hôm sau mình đi quay, kể cả trời nắng hay là đi hoạt động ở bên ngoài, nó cũng không bị bắt nắng. Bởi vì tất cả những cái thành phần có trong những cái thương hiệu Detox Blanc này thì đều có cái chỉ số chống nắng cực kỳ là cao. Cái thời tiết Hà Nội nó đang nắng nóng như thế này thì sử dụng nó cực kỳ là hiệu quả luôn. Và nếu mà ai muốn da đẹp như Hương này, da căng bóng trắng mịn giống như là Hương này thì mình gọi điện vào số hotline